Ngày 4 tháng 4 năm 2024, Đoàn Thanh niên phường Châu Phú B thực hiện dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B. Tại đây, đoàn viên thanh niên đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, quét dọn, thu gom rác, chặt mé nhánh cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, đoàn viên thanh niên phường Châu Phú B tuyên truyền vận động người dân không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường, qua đó góp phần chung tay cùng địa phương xây dựng phường Châu Phú B phát triển văn minh.